Kính thưa quý bà con thì tối hôm nay Lang Thang Sài Gòn cũng xin phép quay lại câu chuyện của là các cụ. Hôm nay là cái cụ bà U63, cái cô Út mà anh em hay gọi là biệt danh là Út Đóng Rơm đó quý vị. Đó. Thì hôm nay là cái cô Út liên lạc qua một kênh YouTube. Cô Út khi mà nghe cái thông tin đó là có Mạnh Thường Quân coi như là sẵn sàng cho 200 triệu để trả nợ. Nhưng với một cái điều kiện đó là phải là xuống xác minh, xuống phải có chủ nợ. Thì lúc đầu cô Út điện qua cũng mang tính chất là hầm hố lắm quý vị. Vì có một người cháu của là cô Út cũng đã điện qua cái kênh YouTube cũng để mà tố giác cái hành vi của cô Út. Là một người phụ nữ hình như là ăn chơi sa đọa rồi không xem cái như là cái không tôn trọng cái hạnh phúc gia đình, tất cả mọi cái vấn đề người ta tố giác gọi là banh chành sa lông hết. Thậm chí tố giác cô Út là cũng là một trong những người kể như là tứ đoạn trường, rượu trà cô Út cũng không tha. Cô Út vẫn là nghiện ngập vấn đề rượu trà nha quý bà con, chứ không phải là cô Út mà kể như là lên mà khi mà nghe chồng rao bán giá 200 triệu là cô Út kể như là quẹt cái tay lên để lau nước mắt đâu. Tôi nói thật sự, nếu cô Út đây mà thời xưa mà cô Út mà đi theo cái nghiệp diễn viên đó quý vị, tôi nghĩ là chắc cũng là cái như là cũng đạt nhiều giải lắm đó quý bà con. Lên diễn trò diễn cảnh đủ tất cả các chiêu trò với mục đích cuối cùng là gì? Tiền. Nhưng bây giờ đòi trả nhiều đợt thì bà không chịu, bà bảo rằng chủ nợ là người ta kể như là phải yêu cầu trả một lần. Chủ nợ bây giờ người ta yêu cầu trả một lần tiền của cộng đồng, bà lên bà xin tiền. Ở đây là lên xin tiền cộng đồng mạng, bà cứ nghĩ rằng tiền của là cái như là của là đời đời kiếp kiếp bà trước kia bà đỡ lại để quý bà con. Tôi nói ví dụ nha, ví dụ có người họ thương, họ chấp nhận, họ trả một khoản tiền 200 triệu mà chia ra làm nhiều đợt thì cũng phải là chấp nhận thôi, đúng không? Chứ mình đâu có cái quyền đòi hỏi quý bà con. Giấy mà cái cô Út nhà ta đó, cô lên cô là cá nhân là không cho cái quyền trả gốc. Cô bảo rằng cái người mà cô đi mượn nợ đó, cái người mà ông chồng của cô thế này thế khác là người ta chẳng qua là một trong những là cái đầu mối trung gian để người ta kiếm tiền lời, người ta ăn thâu, chứ thật sự ra người ta cũng không có dám, người ta cũng không có thể mà hứa hẹn bên kia được. Tôi nói bây giờ nó thật sự ai là chủ nợ thì sẽ hiểu cái cảnh, có nghĩa là coi như là của đố thì phải lo mà hốt. Có nghĩa là bây giờ mình cái con nợ nó trả một lần không đủ, không đủ khả năng nó trả thì nó chia ra làm nhiều đợt nhiều kỳ nó trả thì mình cũng chấp nhận thôi. Lúc đấy tôi nói quý bà con lo mà quỳ lạy nó trả nữa cơ, đúng không? Tôi nói thật sự, tôi cũng có nhiều lần nó thật sự cho mượn tiền đầu, đến lúc mà nó thật sự mà đi hối tiền nợ đấy là cực kỳ nó khổ. Mượn không có lãi suất đâu quý vị, có nghĩa là anh em bạn bè đó, mình nói cái cho nó khi nó cần nó liên lạc qua mình, là lúc nó liên lạc qua là tiền là chuyển thấp một, nhưng mà lúc mà nó thật sự mình cần tiền để mà cái như là yêu cầu nó đưa lại đó, là nó thật sự quý bà con là nó nhín như là thuốc rối. Bà con biết thuốc rối rồi gì, cho mượn tiền chục mà trả tiền trăm ấy, bà con biết cái cảnh đó nào đó. Mà thôi bây giờ nó thật sự của đổ hút thôi, chứ mà rút một lần thôi chứ làm thì có lần hai đó. Bản thân tôi cũng đã dính đầu. Mà tôi nói bây giờ giả sử như chú nợ kia là một trong những người gọi là đi cho vay, đi cho vay bây giờ nó thật sự ra thì trả cả một thời gian người ta đã trả tiền lãi cho mình rồi. Thì bây giờ nó thật ra thì bây giờ người ta trả tiền gấp nữa làm mừng thấy bà đậu rồi, đúng không? Muốn ăn cho to, muốn hốt hốt một lần cho đủ, với số tiền là bây giờ là cái như là 200 triệu. Là phải trả một lần. Trời ơi, bà làm giống như bây giờ nó thật sự không cộng đồng mạng với Mạnh Thường Quân là một cái nơi đó giống như là một ngân hàng riêng cho gia đình của bà quá vậy. Khi bà cần là bà lên bà khắp lấp đó, rồi người ta cho tiền rồi cái như là để mà cái như là cho bà trả một lần. Đây là một trong những cái hành vi của bà này với ông chồng. Tôi nói thật sự ra quý bà con nó vô cùng là xáo trá. Ông chồng là nghe nói là ông này đó là cũng có cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh tâm thần. Ông này cũng có chứng bệnh tâm thần nha, còn có giấy hay chưa có giấy là chưa biết. Chứ ông này là cái như ông nghiện rượu, mỗi khi mà nói thật sự ông mà ông lên cơn đó
ấm mà lên cơn là coi như là ấm cũng có rượt bả chạy vòng vòng trong nhà à, giống như con gà trống mà rượt con gà mái quý vị, lúc mà uống rượu vô là lên cơn đó. À, cơn của ấm là cơn đấy, đấy. Cứ chạy vòng 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 trong nhà đó. Đó. Tôi thánh thần thiên địa nhìn cái tướng của ông ri mà bà lên bà tố giác ổng là coi như là vợ bé vợ lớn, là ngay cái thời điểm đó là tôi thấy là tào lao rồi, tôi thấy bà đây là tầm bậy rồi. Cái tướng nó thật sự quý vị, bây giờ mà coi như là bà mà show hand ra, tôi nói là bà sẽ xây là tôi nói là ói mửa, coi như là cá cầm đầm ói mửa cả làng, chỉ cần ai mà nhìn vô là ói mửa thôi, nhìn thấu là ói mửa thôi đấy. Có một chú mà coi như là chú có điện qua tôi à, chú bảo rằng nói thật với anh lang thang Sài Gòn à, nói thật với anh thang lang thang Sài Gòn là tôi nay chết vợ 50 năm rồi à, mà tôi nhìn cái tướng bà Ray là nói thật sự lúc mà tôi coi phim đó là tôi phải nhịn đói 3 ngày tôi mới coi à, tôi hỏi chứ sao mày dữ vậy, nó chắc không mà tôi ăn cơm vô tôi nhìn cái mặt bà qua màn ảnh là tôi ối tôi mứa chịu không nấu, mà nghĩ sao mà bà đòi tức là 200 triệu mà phải trả một lần. À, rồi nếu bà đi làm ô sin thì cũng phải là cái như là à, cũng là cho bà ứng tiền trước còn tương đương cái số tiền đó đã, rồi viết một cái bản cam kết cho bà nữa. Trời ơi bà nói bây giờ ô sin có giá dữ vậy quá vậy đã. Vậy mà bà cứ lên không gian mạng mà bảo bà hy sinh, tôi hy sinh tấm thân này để mà tôi lo cho chồng cho con, tôi hỏi quý bà con bây giờ tấm thân bà thì vẫn là của bà chứ bà đã làm gì đâu mà hy sinh đó. Bà bây giờ đang gọi là con của bà đó, con của bà nó thật sự nó chưa chứ bà là bà đi làm phá nát cái gọi là cái danh dự của gia đình là may lắm rồi đúng không? Nếu mà con bây giờ nó chơi kiểu là cái kèo ngược quay xe đó, đó. Nó tưng lên nó tố bà là phá nát gia đình. Chứ còn nó thật sự bây giờ cái tâm thân của bà đâu có cái này đã đâu có giao dịch thành công gì đâu quý vị. Đúng không? Bà chưa có làm vợ ai một ngày nào mà nó khổ bà con biết không, đến bây giờ thằng con út của bà là con của ông nào bà còn không biết, bà nói bà nằm mơ đó rồi cái như là tự nhiên là cái là à, con của bà ra đời không. Trời ơi, một trong những cái câu chuyện mà tôi nói thật sự nó càng đi sâu vào cái những cái nhân vật này càng xàm xí, tôi nói thâu có cái bệnh thần kinh á, cả thâu tao chịu khó tao đi vô bệnh viện ta khám rồi ta lấy giấy về rồi lên không gian mạng rồi ta xin à, để có tiền rồi đi vô chữa bệnh đi. À, cho nên nó thật sự lên cộng đồng mạng mà nó thối quá. Không? Gặp mấy thằng YouTube cũng bao giờ cũng khai thác triệt để luôn. À, nó xuống nó quay tôi nói quý bà con, nó xuống nó quay nó khai thác là không còn một cái chỗ nào mà nó không khai thác nữa cả. Đó. Con của mình mà đẻ ra bây giờ không biết cha nó là thằng nào thì thâu tôi hỏi quý bà con bà đây cũng là dạng cũng quá trời quá đất rồi chứ. Cho nên cái câu chuyện mà cái anh hàng xóm cái anh điện qua cho tôi, anh sợ rằng cái như khi tôi tung lên là bà nghe cái tiếng anh này à, rồi sợ bà chữ anh nói thâu âm ơi cái bà đây á, là bà bán vé số là vé số sổ liền à, có nghĩa rằng lúc bà đi bán vé số là bà hay lết vô máy sòng bài đó quý vị à, lết vô máy sòng bài chơi chơi mà rủi nó hết tiền vốn đó, nó hết tiền chơi đó là bà sẵn sàng bà bán vé số sổ liền để chơi à, mà thời xưa bà còn nói chung là cái tướng của bà chưa phì nhiêu như bây giờ à, cái tướng của bà là chưa phì nhiêu bây giờ và trong sòng bạc bà vẫn mượn tiền một số người à, cái bà út út Đông Rôm này nè quý bà con, trong sòng bạc vẫn mượn tiền một số người nhưng cái số tiền cụ thể là bao nhiêu đó à, thì ông này ngăn ngắn khoảng là đôi 30 triệu là có. Mượn tiền là mượn tiền đánh bạc trong sòng bạc luôn chứ không phải là mượn tiền là cái như là để đi lo cho gia đình. À, đi bán vé số mà tôi nói với bà con bà tranh thủ từng chút một, có nghĩa là cái như là khi mà bán vé số mà chưa hết đó, mà đúng giờ bắt đầu gây sầm là bà phải chạy tới ngay và liền à, sợ trở là người ta chen chân vô là bà ngồi bà chờ à, bà tranh thủ từng chút một như vậy à, bán số là cái như là số bán chưa hết nhưng mà chỉ cần là cái đúng cái giờ mà cái như là cái gầy sầm đó là bà tới liền, bà tới ngay liền tới lẹ. Bà con nghĩ đi, vậy là bà lên không gian mạng mà bảo rằng bà không biết đánh bài à, bà không biết cái cầm lá bài làm sao, không tin thì cái như là à, đem bộ bài ra hỏi tôi đi à, tôi có biết con bài này là con chi không. Tôi nói ông nậu ơi, ai đâu mà cái như là tự mình đang núp trong Đông Rôm mà cái như là ra giơ hai tay lên tôi xí tì tôi ở trong trong Đông Rôm hả, cái người ta chửi ta chết hả.
thánh thần thiên địa. Tôi nói thật sự cái năm 2023 này toàn là xuất hiện những cao nhân không, xuất hiện những cao thủ anh mày không. Hết bà này, bây giờ bà đây là một trong những cái đô, tôi nói quý vị rất nặng, cái đô này chữa không được. Bà bây giờ vẫn còn cái tư tưởng mà chờ cộng đồng mạng dịu dịu xuống rồi cái như là mình lên tiếp nghe con, không bó tay rồi, bó tay rồi. Cho nên là cũng phải tăng cường mà để cho bà không lên nữa quý vị, để chúng ta ăn Tết cho nó là vui vẻ, cho mang một cái Tết đoàn viên. Chứ thật sự ra đang dọn mâm cơm ra mà thấy cái bạch bà này bà hiện trên cái tivi là tôi nói quý bà con cả nhà ối mửa, đúng không? Nó gớm quá, nó gớm cả về cái thân xác lẫn về cái nhân cách. Nó gớm nhờ như vậy mà sao là có được cái Tết đoàn viên. Cho nên cứ chữ giờ ra cái chữ qua tới rằm tháng giêng là xem như là tiếng bà đi luôn là xong, đúng không? Ai đâu mà bây giờ cái tướng của mình nó thật sự lên cái cộng đồng mạng mà nó gớm nhờn cá là những đàn ông mà họ chết vợ đồ cái như này mấy chục năm mà họ nhìn bả không còn một cái cảm hứng chi hết trơn hết trời, mà lên đưa giá trên trời mà có những cái gọi là chung là cái thách cưới nó gớm gớm. Đêm hôm tôi nói rồi, nếu mà trả cho bà này 200 triệu đó thì bây giờ mình tính ra là bả sống là được khoảng bao nhiêu năm nữa. Nếu mà 10 năm đó thì mình chia ra cái một năm là cái như là mất là 20 triệu, thì lấy 20 triệu chia ra cái như là 360 ngày, đó là một ngày vị chi là bao nhiêu tiền đấy, thì gọi bà tới đó. Bây giờ tôi sống thử với bà là mấy ngày tôi trả tiền bà mấy ngày, nếu mà ok đó, nếu mấy ngày đó là bà làm việc mà cật lực á, thì cái như là tính tới cái chuyện là cái như là đi đến lâu dài, đúng không? Phải sống thử cho quý bà con, giống bây giờ một ngày bao nhiêu đó ký hợp đồng thẳng luôn rồi sống 3 ngày trả tiền 3 ngày rồi đi về, nhưng cơm nước phải tự lo, áo quần tự giặt đấy. Chứ còn nó thật sự tới đó mà nằm, có nó thật sự quý vị tới mà nằm một đống như là cái con trâu sình đấy, rồi cái như là cơm nước không lo, rồi cái như áo quần không giặt nữa, theo hầu bà nữa, đi cứ vợ đâu phải đi cứ bà chúa đâu gì đó hầu quý bà con, đúng không đấy. Vậy đó bà, ông chồng ông lên tôi đó quý bà con, ông uy tín dở sợ luôn, ông chồng uy tín dở lỡ sợ, nhìn cái mặt của ông là nó thật sự không còn một cái điểm dương nào, toàn điểm âm điểm liệt không mà lên cỡ như nó thật sự ra thì bây giờ lên cũng là chảnh chó, lên cũng là chốt một câu cái xanh dường là bây giờ 200 triệu cho 180 triệu là cỡ như là cũng không được. Tôi ngày nay tôi điện thoại liên tục mà không nghe máy quý bà con, tôi nói thông bây giờ cỡ như là ráng giả sử như là 185 triệu 500 được không, hoặc là 186 triệu được không, có nghĩa mình ráng thêm con số nữa, thì ông có gật đầu hay không, để mà cái như là liên lạc chỗ mấy cái sở thú đâu quý vị, rồi người ta cái các cần mồi cần đồ cho hổ dữ hay không, để người ta cái xuống người ta đưa xe cẩu người ta rước về, cho cái thứ âm binh này mà đưa về, tao nói quý bà con, ngồi ở đâu là cái như là rùi mâu tới đó, ngồi ở đâu là cái như là phá banh nhà tới đó, cái tướng chi mà cá tạ thịt như vậy đó. Bây giờ có mọi những cái sở thú đồ người ta cần đó. Chứ còn tôi nói bảo quý bà con, bây giờ không ông nào mà dám rước, mà nếu như dám rước giờ tối cũng không dám ngủ chung, tôi hứa quý vị luôn, đang nằm ngủ ngon lành nó trở mình một cái, tôi nói nó đè một cái là ngày mai là thân hình cái bẹp dí chơi đó, sao chơi, đúng không đấy. Mà tôi nói cỡ bà đây bà cũng dạng tới nước tới nái rồi, cũng tới dữ lắm rồi. Bà nói rằng ông chồng của bà đó, ông chồng của bà là bị đau cột sống á, cho nên từ mùa dịch tới bây giờ là cái như là không sờ mó tới bà hết trơn hết trọi, không mần ăn chi được. Cho nên bây giờ bà con thấy ông không ai mà nói thật sự khôn như bà Út, vừa được tiền vừa được thỏa mãn. Có những người đàn ông bả lên bả vẫn còn tin tưởng bản thân, ông cũng vậy mà, ông còn tin tưởng biết đâu chừng lên đó là được 70% thắng lợi thì sao có. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, ông đưa con vợ ông lên trên không gian mạng ông bán mà giống như là đưa đi bán những thu cưng đó quý vị, mà chơi cái kiểu chi tôi thấy cũng hơi lạ. Có nghĩa rằng hai ông bà bảo rằng là đây ly thân, ly thân là nhà ai nấy ở cho nên ly thân, mà nó thật sự bây giờ bà nói là cái tối bà dìa đó là cái phòng bà có phòng riêng là bà đóng chốt cửa lại, bà phải cố gắng bà giữ mình. Ông nậu ơi, đã ông đau cột sống ông không mần ăn chi được, ông thấy bà nít trong phòng riêng của bà là ông mừng thấy bà nậu rồi, ông dễ chi mà ông vô cái ông kèo cửa đâu mà bà cái tin tưởng
chơi cái kiểu mà giống như là cái con gà gà mái với con gà trống đó quý vị. Con gà trống nó tới nó quẩy 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 cái chân cái gà mái giả bộ bỏ chạy, rồi cái như là gà trống nó ghét quá nó không rượt theo, bắt đầu nhìn theo rồi cái như là chờ đợi tại sao mà đi chậm thế. Con bà này cũng như vậy thôi. Bà này tối 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 là thật sự bà vô bà ra đà bà dập cái cửa cái rầm một cái là cái như mà đâu có đóng chốt đâu, dập cửa cái rầm cái không đóng chốt, nằm cứ là dướng con mắt ra ngoài cửa xem thử ẩm có vào hay không. Ông nậu thánh thần thiên địa ơi, con người chi đâu mà đã lên không gian mạng mà nói cái chi đó cộng đồng mạng chứ mà nói thật sự không còn cái chi để nói, không có cơ quan nào mà chịu nậu chứ mà bây giờ nó thật sự mà lấy xe bò xe ngựa mà phải chở thôi vậy đó mà vẫn còn dương dương lên để mà tính vấn đề chờ cộng đồng mạng bớt dậy sóng đi con, rồi mình tiếp tục quay nữa hỉ. Tôi nói thôi xong rồi, tôi nói cái kèo đây loạn choạn mà nó thật sự tấp này mà bả lên một cái, tôi nói với bà con thôi bây giờ lo mà tiếng ngay tiếng liền, tiếng như âm u bảy bảy